Bạch Công Khanh hé lộ nụ hôn mãnh liệt với nam em. Cặp đôi hé lộ loạt khoảnh khắc tình bỉ bình gây chú ý trong Nhà Không Bán. Trong phim Nhà Không Bán khởi chiếu dịp Tết Nhâm Dần, nam em và Bạch Công Khanh vào vai vợ chồng và có nhiều cảm tình với nhau. Đáng chú ý nhất vẫn là nụ hôn mãnh liệt của Huy, Bạch Công Khanh dành cho Trinh, nam em. Chuyện tình của cặp trai tài gái sắc Huy Trinh là những khoảnh khắc thơ mộng nhất trong phim kinh dị duy nhất mùa Tết 2022. Vì là lần đầu hợp tác, phải đóng các phân cảnh nhiều cảm xúc, nên Bạch Công Khanh và nam em đã chủ động trao đổi trước cảnh quay. Trên phim trường, nữ diễn viên thoải mái trò chuyện, trêu bạn diễn để rút ngắn khoảng cách ngượng ngùng vì lần đầu làm việc. Người đẹp đa tài tâm sự, cô đang trong giai đoạn không muốn đón nhận ai nên cảm thấy khó khăn khi vào vai một cô gái si tình. Sau những khó khăn ban đầu, cặp đôi trên nhau 6 tuổi đã trở nên thân thiết hơn nên phối hợp ăn ý trong các cảnh quay giàu cảm xúc. Bạch Công Khanh tiết lộ từng đóng cặp với nhiều bạn diễn nhưng luôn bất ngờ trong từng cảnh quay cùng nam em trong Nhà Không Bán. Có lần cô chủ động xin quay lại cảnh hôn của cặp đôi vì cảm thấy chưa đủ cho nhân vật, chỉ vì muốn có thể đạt đến độ chính của nhân vật Trinh là giọt nước mắt khi chia tay người yêu, nên cô không ngại đề nghị quay thêm trong lúc mọi người định chuyển góc máy khác. Bạch Công Khanh cho biết, nam em là một trải nghiệm hoàn toàn mới với tôi, cô gái này dùng hết cảm xúc chân thật để diễn tả nhân vật. Tôi không cho rằng nam em là diễn viên đơn thuần, mà nó là một người giàu trạng thái và vận dụng những điều này trong diễn xuất. Nam em thú nhận khi vào vai, cô không biết bạn Bạch Công Khanh là ai, nên phải lên mạng tìm hiểu về bạn diễn. Khi chạm mặt ở phim trường, cô từng nghĩ rằng chắc không thể đóng tình cảm, nhưng sau đó cả hai hợp tác ăn ý như đôi tình nhân từ kiếp trước. Nam em tiết lộ vì quá ám ảnh với mối tình đẹp nhưng ngang trái của Huy và Trinh mà không thể thoát vai suốt thời gian quay phim. Cô cứ luôn chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật. Phim điện ảnh Nhà Không Bán thực sự trở thành khởi đầu của mối duyên trong nghệ thuật của nam em và Bạch Công Khanh. Ở nhiều dự án âm nhạc, phim truyền hình sẽ ra mắt sắp tới. Phim công chiếu vào mùng 1 Tết Nhâm Dần năm 2022. Mời các bạn đón xem và ủng hộ cho nam em nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.